Múc Đắng đang ở sông Sầu Khê, Tràng An, Ninh Bình nhé các rồi. Bạn đăng lên Facebook liền. Ồ, cô lái đò thật là dễ thương nữa nè. Cô lái đò xin chào mọi người nha. Cô lái đò thật là dễ thương. Ủa sao mà thuyền mình nó hơi bị éo quá người ta phải tắm rồi. Chị ngồi hơi sang bên đấy. Đó, được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? À, cái chỉ dễ chèo. Nói là hơi gần á. Trung tâm ở giữa đi để mình theo ô dưới. À, vậy à. Cái không bắt hổng nhiều bên là bá bí tao chơi bá bá nữa. Mày đang đi vô đây. Miễn thì vô miễn. Bên phải. Người ta đưa phát trực tiếp đây. Múc Đắng đang phát trực tiếp đây. Có cái chị nhìn bên tay phải có cái tên Lea nhá. Cái Lea đang bơi kìa. Cái gì? Con chim lê lê đang bơi nữa kìa. Ồ sao lên đây không thấy hết rồi ta. Đây chờ nó đục quá. Người ta ngồi quay lại tự nhiên mình ngồi thẳng ra vậy, mình ngồi quay đằng sau cái chị á. Từ từ mình đi vào trời nắng nên là mình nhìn trong nhìn thấy hết các cái sông ở dưới. Mình đi vào trời mưa thì ở đây núi đá vôi nó có chất vôi nó chảy xuống nó làm cái nước nó đục cho nên mình không nhìn thấy. Cái đảo xong mà bên kia nó chẳng mưa, mưa chết luôn á.